Thưa quý vị, tối ngày 8 tháng 11, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ Dương Tấn Hiển đã ký ban hành công văn số 5709 cập nhật đánh giá cấp độ dịch và tăng cường thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19. Toàn thành phố Cần Thơ sẽ áp dụng các biện pháp hành chính tương ứng với dịch cấp độ 3 từ ngày 11 tháng 11. Theo đó, cấp độ dịch COVID-19 của toàn thành phố Cần Thơ là cấp độ 3, thành phố có 4 quận: Bình Thủy, Ninh Kiều, Ô Môn và Thốt Nốt công bố dịch cấp độ 3 và 5 quận huyện còn lại công bố dịch ở cấp độ 2. Thành phố có 16 xã phường thị trấn cấp độ 1, 45 phường xã thị trấn cấp độ 2, 14 phường xã thị trấn cấp độ 3 và 8 phường xã thị trấn cấp độ 4. Ngày 8 tháng 11, thành phố Cần Thơ ghi nhận thêm 400 trường hợp mắc COVID-19, nâng tổng số trường hợp mắc COVID-19 trên địa bàn thành phố từ ngày 8 tháng 7 đến nay đã vượt trên 10.000 trường hợp, trong đó có 116 trường hợp tử vong và gần 6.600 trường hợp đã được điều trị khỏi. Thưa quý vị, cũng trong ngày 8 tháng 11, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu Phạm Văn Thiều đã ra quyết định số 468 về việc cập nhật và công bố cấp độ dịch COVID-19 để áp dụng các biện pháp hành chính thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 trên địa bàn của tỉnh Bạc Liêu. Cụ thể, áp dụng cấp độ 3 nguy cơ cao vùng cam đối với cấp tỉnh, thời gian áp dụng từ 0 giờ ngày 9 tháng 11, đối với cấp huyện áp dụng cấp độ 4 nguy cơ rất cao vùng đỏ. 2 trên 7 đơn vị gồm thành phố Bạc Liêu và thị xã Giá Rai áp dụng cấp độ 3 nguy cơ cao vùng cam đối với huyện Đông Hải. Theo thông tin từ Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Bạc Liêu, tính đến 6 giờ ngày 8 tháng 11, lũy kế trên địa bàn tỉnh ghi nhận 5.490 ca dương tính với SARS-CoV-2. Trong vòng 24 giờ qua, trên địa bàn đã ghi nhận 230 trường hợp có kết quả RT-PCR khẳng định dương tính với SARS-CoV-2. Chuyển sang thông tin khác. Thưa quý vị, tính đến ngày 8 tháng 11, toàn thành phố Hồ Chí Minh có khoảng 6,1 triệu người đã nhận hỗ trợ đợt 3, tức là còn khoảng 1,42 triệu người vẫn chưa được nhận tiền từ gói hỗ trợ an sinh này. Gói hỗ trợ đợt 3 năm 2021 của thành phố Hồ Chí Minh với khoảng 7.500 tỷ đồng để chi hỗ trợ cho 7,5 triệu người dân gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Gói hỗ trợ được thực hiện chi trả đến ngày 31 tháng 10 đối với hầu hết các quận huyện và thành phố Thủ Đức. Theo Sở Lao động Thương binh và Xã hội thành phố Hồ Chí Minh, các quận huyện có số người nhận hỗ trợ đông được kéo dài chi trả đến ngày 7 tháng 11. Tuy nhiên, tính đến ngày 8 tháng 11, còn khoảng 1,42 triệu người trong số 7,5 triệu người chưa nhận được tiền hỗ trợ. Các quận huyện có tỷ lệ chi hỗ trợ thấp như Bình Chánh 41,1%, Bình Tân 50,8%, quận 6 và quận 7 80%, quận 12 82%. Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đang yêu cầu các quận huyện lập riêng các danh sách người dân chưa nhận hỗ trợ để có hướng giải quyết. Theo Bộ Y tế, tính trên cả nước, tỷ lệ tiêm ít nhất một liều vaccine phòng COVID-19 là 83,2% và tỷ lệ tiêm đủ hai liều vaccine là 39,8% dân số từ 18 tuổi trở lên. Bộ trưởng Bộ Y tế cho biết, số lượng vaccine hiện tại đã đảm bảo bao phủ đủ liều vào cuối năm nay, đồng thời triển khai kế hoạch tiêm mũi thứ ba vào cuối năm nay và đầu năm sau. Tại hội nghị trực tuyến bảo đảm an toàn phòng chống dịch COVID-19 trong các cơ sở giáo dục hôm qua, Bộ Y tế cho biết các địa phương có đánh giá dịch COVID-19 ở cấp độ 1 có thể cho trẻ đến trường học trực tiếp. Đối với cấp độ 2, trẻ vẫn có thể đến trường học nhưng phải giảm tải và giữ khoảng cách, kết hợp học trực tuyến. Hiện tại, hai ngành y tế và giáo dục đã có phối hợp chặt chẽ theo nghị quyết 128 của Chính phủ để có hướng dẫn cho việc dạy học dựa trên sự thích ứng linh hoạt. Là địa phương giáp danh với ổ dịch COVID-19 ở xã Bản Giang, huyện Tam Đường, thành phố Lai Châu đã nhanh chóng lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc trong cộng đồng. Sau 3 ngày triển khai tích cực, thành phố Lai Châu đã lấy mẫu cho trên 2.000 người dân, chủ yếu là các hộ kinh doanh tại chợ, chủ cửa hàng và các điểm có nguy cơ cao. Tất cả các mẫu này đều cho kết quả âm tính. Trước tình hình dịch bệnh xâm nhập vào trường học, thành phố Hải Phòng vừa có văn bản hỏa tốc triển khai chiến dịch tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho trẻ em từ 12 đến dưới 18 tuổi, thời gian thực hiện từ ngày 10 tháng 11. Chủng loại vaccine tiêm cho trẻ em lần này là Pfizer-BioNTech. Đợt tiêm chủng sẽ triển khai tiêm đồng loạt tại tất cả các địa phương. Theo báo cáo của Sở Lao động Thương binh và Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh, tính đến ngày hôm qua, toàn thành phố có khoảng 6,104 triệu người đã nhận hỗ trợ đợt 3, tức còn khoảng 1,42 triệu người trên 7,527 triệu người vẫn chưa được nhận tiền từ gói hỗ trợ này. Chuyển sang những thông tin liên quan tới tình hình dịch bệnh COVID-19. Thưa quý vị, sáng nay tại Hà Nội đã diễn ra hội thảo khoa học quốc tế với chủ đề Quản trị khủng hoảng thông tin trong bối cảnh đại dịch COVID-19 do Học viện Báo chí và Tuyên truyền, Báo Nhân dân và Cơ quan Hợp tác Quốc tế Hàn Quốc phối hợp tổ chức.
Tại hội thảo, các nhà khoa học Việt Nam và Hàn Quốc đã trao đổi kinh nghiệm, phương thức, giải pháp quản trị khủng hoảng thông tin. Đây là vấn đề cấp bách khi mà sự bùng phát của đại dịch COVID-19 đã kéo theo khủng hoảng thông tin, đe dọa niềm tin của người dân và các thiết chế xã hội. Sự lan tràn của tin giả, thông tin sai lệch trên mạng xã hội đã gây khó khăn cho công tác phòng chống dịch, đồng thời ảnh hưởng kinh tế và xã hội nghiêm trọng. Do đó, các chuyên gia cho rằng các cơ quan báo chí, cơ sở đào tạo và nghiên cứu báo chí cần phát huy vai trò trong việc định hướng thông tin, phản bác các thông tin sai lệch, cần phải coi kiểm chứng thông tin là trách nhiệm xã hội và nghiệp vụ của cơ quan báo chí. Nhà báo cần có phương pháp, kỹ năng và công cụ để kiểm tra, xác minh thông tin trước khi cung cấp cho công chúng. Các cơ quan báo chí cũng cần tăng cường đầu tư cho công nghệ hỗ trợ hoạt động kiểm chứng thông tin. Đây là những nỗ lực cần thiết để xây dựng môi trường truyền thông tích cực và lành mạnh hơn. Số ca mắc COVID-19 tại Hà Nội đang tăng lên mỗi ngày với con số lên đến hàng chục ca với rất nhiều ca trong cộng đồng. Thế nhưng tại nhiều nơi thì ý thức chấp hành các quy định về phòng chống dịch đã bị buông lỏng khiến cho nhiều người lo ngại. Ngay sau đây sẽ là phần phản ánh của phóng viên truyền hình Thông tấn. Từ 67 ca nhiễm trong ngày 3 tháng 11, con số này đã tăng lên 104 ca vào ngày 4 tháng 11 và lập đỉnh 133 ca vào ngày 5 tháng 11. Từ ngày 6 tháng 11 đến nay, số ca mắc mới tại Hà Nội duy trì ở mức từ 80 đến hơn 100 ca. Trong số đó, ca mắc trong cộng đồng chiếm chủ yếu. Ngay sau khi đưa vào hoạt động, đoàn tàu Cát Linh Hà Đông đã nhận được sự quan tâm lớn của người dân thủ đô Hà Nội. Với việc miễn phí vé 15 ngày đầu tiên, hàng vạn người đã tới đây mỗi ngày để trải nghiệm đi tàu. Và đó cũng là một trong những nguy cơ lớn có thể lây lan dịch bệnh khi các khuyến cáo 5K của Bộ Y tế không được đáp ứng. Đường sắt trên cao thì lại quá là đông, từ người lớn rồi trẻ con rồi mọi thứ chen chúc thì bản thân tôi cũng thấy rất là sợ, tại vì là như thế thì rất là kinh khủng mà cũng không kiểm soát được cái lượng người lên xuống rồi đi về đâu ra làm sao. Tức là mọi người mà đi cái phương tiện đường sắt Cát Linh Hà Đông ấy thì cũng lên thực hiện theo cái tức là 50% số ghế và mọi người thì ví dụ khẩu trang và sát khuẩn các thứ để phòng tránh dịch bệnh. Không chỉ nhà ga, bến xe, tại các địa điểm công cộng như công viên, nhiều người cũng không đeo khẩu trang khi ra ngoài. Người dân vô tư tập trung chuyện trò, chơi thể thao và bỏ qua các biện pháp phòng chống dịch bệnh. Điều đó khiến người dân xung quanh cảm thấy rất lo lắng. Tôi thấy cái đấy là công việc của nhà nước quản lý thôi, chứ còn nhân dân thì chẳng biết thế nào cả. Người ta cứ thoải mái thôi, chứ còn chính quyền phải là sát sao hơn, chứ còn nhân dân người ta không tự giác, không có ý thức, chưa sợ chết đâu. Chính phủ đã yêu cầu các địa phương trở về trạng thái bình thường mới theo nghị quyết 128 với tiêu chí thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19. Thế nhưng hiện nay, tại nhiều khu vực dân cư, cộng đồng trên địa bàn Hà Nội, việc thực hiện các yêu cầu chống dịch đã bị buông lỏng. Chính vì vậy, chính quyền địa phương, các ngành chức năng cần tuyên truyền và có biện pháp xử lý nghiêm đối với những người không chấp hành để người dân thực sự được sống trong trạng thái bình thường mới, được an toàn. Thưa quý vị, Bộ Giao thông Vận tải vừa báo cáo Thủ tướng kế hoạch mở lại đường bay quốc tế thường lệ từ đầu năm 2022 với cả hành khách có hoặc là không có hộ chiếu vaccine. Nhưng hành khách nhập cảnh Việt Nam sẽ phải có kết quả xét nghiệm PCR âm tính với SARS-CoV-2 trong vòng 72 giờ và hành khách phải cài đặt và khai báo y tế điện tử, sàng lọc y tế tại cảng hàng không nơi đến. Đối với các chuyến bay thường lệ chở khách vào Việt Nam sẽ theo 3 giai đoạn. Giai đoạn 1 triển khai từ quý 1 năm 2022, tổ chức các chuyến bay không yêu cầu phê duyệt danh sách hành khách vào Việt Nam của các cơ quan có thẩm quyền, đối tượng là công dân Việt Nam và người nước ngoài. Giai đoạn 2 triển khai các chuyến bay thường lệ chở khách vào Việt Nam không yêu cầu cách ly tập trung đối với hành khách mang hộ chiếu vaccine từ quý 2 năm 2022. Giai đoạn 3 khai thác chuyến bay quốc tế thường lệ theo nhu cầu, tùy thuộc vào diễn biến dịch và tỷ lệ tiêm vaccine của Việt Nam và thế giới, triển khai từ quý 3 năm 2022. Thưa quý vị, trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Bắc Ninh vừa có công văn yêu cầu các doanh nghiệp thực hiện nghiêm chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh trong việc thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 nhằm thực hiện mục tiêu kép vừa sản xuất vừa chống dịch. Theo đó, các doanh nghiệp tập trung xây dựng phương án xử lý khi phát hiện ca mắc COVID-19 tại doanh nghiệp như là phân luồng, khử khuẩn, lấy mẫu xét nghiệm, phân công người thực hiện tại từng khâu, đồng thời linh hoạt áp dụng phương án một cung đường, hai điểm đến, ba tại chỗ, vừa cách ly vừa sản xuất.
Cùng với đó, tiếp tục tuyên truyền cho người lao động đăng ký tiêm vaccine để bảo vệ sức khỏe của mình và cộng đồng. Đối với các doanh nghiệp nằm trong khu công nghiệp Quế Võ, khu công nghiệp Quế Võ 2 và khu công nghiệp Quế Võ 3, kích hoạt các biện pháp phòng chống dịch ở mức cao nhất, xây dựng phương án 3 tại chỗ và phương án vừa cách ly vừa sản xuất kinh doanh. Từ ngày 21 tháng 10 đến nay, tỉnh Bắc Ninh đã ghi nhận 398 ca mắc COVID-19 trong các khu công nghiệp và cụm công nghiệp. Để không bị gián đoạn chương trình học của 43 em học sinh phải thực hiện cách ly y tế tập trung do liên quan đến bệnh nhân COVID-19, các thầy cô giáo tại trường tiểu học Trần Quốc Toàn, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định đã bắt tay ngay vào việc giảng dạy kiến thức. Sau khi ổn định nơi ăn, nghỉ cho các em, thì bên cạnh đó các thầy cô cũng tổ chức nhiều trò chơi giải trí, văn nghệ, thể dục thể thao để các em vơi đi nỗi nhớ người thân, gia đình trong thời gian phải cách ly. Và ngay sau đây sẽ là phần ghi nhận của phóng viên truyền hình Thông tấn tại địa phương. Lớp học của các em học sinh lớp 2B trong khu cách ly tại trường tiểu học Trần Quốc Toàn rất đặc biệt. Học sinh tại đây được chia thành nhiều phòng học khác nhau, mỗi phòng từ 4 đến 5 học sinh để đảm bảo giãn cách, tránh lây nhiễm chéo trong khu cách ly. Ngoài các thầy cô giáo thì một số phụ huynh cũng tình nguyện vào đây để chăm sóc cũng như hỗ trợ thêm cho các em học bài. Mình là đang làm nha sĩ tại phòng khám răng hàm mặt của mình. Thì hiện tại mình vào đây được là 3 ngày và mình đã sử dụng cái phương pháp là ôn tập cho các con để mà các con củng cố kiến thức của mình. Thì mình thấy các con là học tập rất tốt và rất là hăng hái học tập. Để giúp các em có tâm lý thoải mái, các thầy cô giáo nhà trường đã xây dựng thời khóa biểu sinh hoạt trong khu cách ly phù hợp như tập thể dục nâng cao sức khỏe, tổ chức học tập trực tuyến, phát động cuộc thi viết vẽ về phòng chống dịch, viết về những dấu ấn, kỷ niệm tại khu cách ly, thường xuyên tổ chức các trò chơi như xếp hình, tô màu, vẽ tranh nhằm giúp các em vơi đi nỗi nhớ nhà, để trường học là ngôi nhà thứ hai của các em. Con vào đây cũng lâu rồi. Con cũng nhớ bố mẹ ở nhà, buổi tối con cũng gọi về cho bố mẹ dặn con là phải nghe lời cô bảo cái gì phải nghe cái đấy. Hiện tại sức khỏe của tất cả mọi người đều ổn định, tâm lý rất thoải mái. Điều này đã tiếp thêm động lực cho những người quản lý chúng tôi thêm niềm tin, sức mạnh, vững bền để tiếp tục phục vụ, vận hành hiệu quả và hoàn thành xuất sắc cái nhiệm vụ được giao. Mỗi giờ học thể dục như thế này sẽ giúp các em có thêm sức khỏe, thêm niềm tin, giúp các em có nguồn động lực lạc quan để sớm hoàn thành thời gian cách ly trở về bên gia đình và người thân. Và thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thời sự đầu giờ của truyền hình Thông tấn. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.